Kính thưa chư quý thính giả cùng chư đồng đạo, để tiếp theo đến 10 điều ơn được trích trong bộ Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân sanh hiểu nghĩa phải đền xong mới rõ cháu còn giống lạc hồng ơn mẹ sanh thành số tờ cộng cha dưỡng dục sắp dưỡng xong truyền xưa để thuốc nói cả tích cũ để xa đắc đạo nhờ lòng hiếu thảo được nên công. Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, con người sở dĩ có thân là nhờ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Vậy bổn phận làm con lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ để lo đền đáp cho tròn câu hiếu thảo. Thế nên hôm nay chúng tôi xin trình bày về 10 điều ơn của người con phải thọ nơi cha mẹ, như trong sám giảng Đức Quỳnh Giáo Chủ có khuyên: vẹn 10 ơn mới đạo làm con lúc sanh sống chớ phổi bạc. Căn cứ theo đây, Đức Quỳnh Giáo Chủ khuyên rằng bổn phận làm con lúc cha mẹ còn sanh tiền phải lo đền đáp công ơn sanh dưỡng cho tròn về. Kính thưa quý vị, ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục phận làm con chẳng phút nào quên. Sớm hơn cố gắng đáp đền tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã chép biên chỉ dạy có 10 ơn Di Đà là mang lấy bào thai mẹ hiền xác thể không ngày nào yên, sự ăn uống cỡ kiên đồ thứ nằm đứng đi cũng giữ nhẹ nhàng tốt tay chẳng giò vàng kém suy. Ơn thứ nhất là thập ngoạt hoài thai, nghĩa là 10 tháng cưu mang trong lúc thọ thai bà mẹ phải quên ăn mất ngủ như người có bệnh, lo tính từ ngày giữ gìn kỹ lưỡng, không dám đi mau động mạnh, dường như đeo thêm túi nặng vào mình, trông thật là khó nhọc. Thứ nhì tới kỳ
vẻ kinh sợ hải hùng. Hải nhi chọi đạp tới tung, làm cho thân mẹ muốn trùng đớn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sanh tinh quyết dầm về, mặt tình thân mẹ thảm thế, miễn sao con được nghe trăm bề về sống. Đến ơn thứ nhì là lâm sản thọ khổ, nghĩa là sanh đẻ chịu khổ. Đến ngày khai hoa nở nhụy, bà mẹ phải chịu muôn phần đau đớn, mạng sống bấp bênh như đèn treo trước gió. Nếu đứa trẻ kia là kẻ tiền ân với cha mẹ thì nó xuôi tay thẳng chân mà ra. Trái lại, nếu nó là đứa nghịch thù thì lúc còn ở trong bào thai đã cử động tay chân chằng níu gan ruột, chòi đạp vào hông khiến người mẹ đau nhói cả tâm can, lại thêm tinh huyết tuôn dầm. Ôi tình cảnh như thế, ai trong già mà chẳng xót dạ thương tâm. Ơn thứ ba vừa trông thấy trẻ ra khỏi lòng thì mẹ hân yêu quá, quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc mi cứu mang tháng ngày nào khác thể sang ngay gánh nặng, cũng dường như ai tặng nghe ngọc vàng tâm hồn thơ thới nhẹ an. Nỗi mừng không thể luận nghe bàn hết đâu. Đến ơn thứ ba là sanh tử vong ưu, nghĩa là sanh được con mừng mà quên lo rầu. Trải qua một lúc kinh tâm đau đớn, bà mẹ sanh đứa con ra, trông thấy nó được đầy đặn vuông tròn thì vui mừng không xiết, mà quên đi tất cả sự lo buồn. Ơn thứ tư dạy dầu mẹ chiều lo nuôi con chẳng thiếu chẳng sai, cam đành ăn đắng nuốt cay, ngọt bùi phần trẻ không ngày nào lơi, miễn cho con được thời mạnh khỏe loan chơi là mẹ vui lòng. Dầu cho gặp lắm mặn nồng, phận làm cha mẹ chẳng hồng thở than. Đến ơn thứ tư là yến khổ thổ cam, nghĩa là uống đắng nhổ ngọt. Lòng mẹ thương con vô hạn, không lẫn tiếc món gì. Mẹ có thể ăn đắng nuốt cay, nhìn miếng ngọt bùi để nuôi cho con được đầy đủ. Dầu có thèm khát, mẹ cũng cam tâm. Ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc, bỗng nhiên con phóng vật quế nhân, đêm hôm tâm tôi bất ngờ, mẹ đành thay nghỉ chỗ giờ dầm, nhường cho con được nằm bên rau khi gặp cơn rét
điên phàm của mẹ lạnh lùng kể chi. Đến ơn thứ năm là hồi can từ thấp, nghĩa là như chỗ khô nằm chỗ ướt. Trong lúc đêm hôm tăm tối, mẹ đang ngon giấc, bỗng đứa con phóng quế trên giường, thì mẹ vẫn an nhiên nằm chỗ ướt, nhường chỗ khô cho con. Gặp phải lúc mùa đông gió rét, mẹ lo đùm bọc đắp phủ cho con được ấm áp. Còn riêng mẹ dù có lạnh lẽo cũng yên lòng. Thứ sáu những khi buông mơn cũng dưỡng nuôi hôm sớm mỗi ngày. Món ăn thức uống nào sai, máu hòa là sữa nuôi dài hài nhi. Nếu chẳng may gặp khi nghèo túng, cha chạy lo làm lụng như tới bời. Đêm ngày áo sức còn hơi, chiều phần đói khát để thời nuôi con. Đến ơn thứ sáu là nhũ bộ dưỡng dục, nghĩa là bú mớm và nuôi nấng. Sanh đứa con ra, bà mẹ lo từ miếng ăn thức uống cho mình, cốt là để có sữa cho con bú. Còn cha thì lo làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con cho đến lúc trưởng thành. Thứ bài lại còn hơn nữa, vật quế nhớ giặt rửa mỗi ngày. Những khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ cha bồng ấm chẳng nài thúi hôi. Có lắm kẻ lớn rồi quên làng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày. Thêm còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết như phước sống hoài làm chi. Đến ơn thứ bảy là tẩy trạc bất tình, nghĩa là rửa ráy mọi điều dơ bẩn. Cha mẹ chẳng nài sự thúi hôi dơ dáy, nào quần áo chiếu chanh, nào những khi đứa con tiểu tiện, cha mẹ đều giặt rửa không kể ngày đêm. Ôi, với điều này khi cha mẹ già yếu, biết người con có nuôi lại được như vậy chăng? Thứ tám vậy thì kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà ngóng trông con trẻ xót xa can tràn. Tâm hồn mãi mơ màng vớ vẩn, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con. Xác thân già yếu hao mòn, bởi chứng quá đòi thương con mới làm. Đến ơn thứ tám là diễn hành ức niệm, nghĩa là con đi xa thì cha mẹ nhớ tưởng. Khi con đi vắng, cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông. Con ở chỗ nào, tư tưởng của cha mẹ nương theo chỗ đó. Sự nhớ nhung ấy không bao giờ phai lợt, mà lại càng ngày càng khắc sâu thêm nữa. Thứ chính kể ra thảm thiết, vì nuôi con tạo việc chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh
hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp như sao. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngàn vì con mà phải trầm thân sáu đường. Đến ơn thứ chín là vì tạo ác nghiệp, nghĩa là vì con mà nhiều khi cha mẹ làm điều chẳng lành. Đã sanh được đứa con, cha mẹ không thể nào ngồi yên để nhìn con chịu đói chịu khát rách rưới. Như gặp cảnh giàu sang thì chẳng nói là chi, nếu chẳng may gia cảnh nghèo khổ thì cha mẹ vì muốn bảo dưỡng đứa con mà nhiều khi tạo ra ác nghiệp, hoặc phạm tội đạo tặc, tham lam, hoặc sát sanh chẳng hạn, để rồi chiếu lấy quả đau khổ sau này. Ơn thứ mười tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dày. Trong đời có một không hai, so cùng biến dòng sánh tài non cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân, sống to cũng như phụng ăn như cần, thác thời cầu đăng gửi thân liên đài. Đến ơn thứ mười là cứu cánh lân mẫn, nghĩa là cha mẹ thương con không có cái thương nào bằng. Tình thương của cha mẹ đối với con thật là vô lượng vô biên, gần con thì lo dưỡng nuôi dạy bảo, xa con lại thương nhớ nóng trong. Nếu chẳng may có đứa con nào tật nguyền xấu xí hay ngộ nghịch, cha mẹ càng thương xót vô cùng. Cha mẹ đã 80 tuổi cũng còn để tâm thương lo cho đứa con 60 tuổi. Kính thưa quý vị, mười điều ơn vừa kể qua sẽ thấy công lao của cha mẹ thật sánh tài non biển. Bổn phận làm con biết lấy chi đáp lại cho vừa. Tục ngữ có câu: lớn non mới biết non cao, nuôi con vậy. Bổn phận là con muốn vẹn tròn câu hiếu thảo thì mỗi người cần ghi nhớ 10 điều ơn vào thâm tâm để sớm lo đền đáp. Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền thì lo cung cấp từ miếng ăn thức mặc cho đến chỗ ở được chu toàn, dân lời dạy bảo của cha mẹ và hằng khuyên cha mẹ làm việc phước nhân tránh điều tội lỗi. Còn khi cha mẹ quá giảng thì ráng tu cầu cho linh hồn được siêu sanh cõi thọ, thoát nẻo trầm luân, như Đức Quỳnh Giáo Chủ đã dạy: ở ăn cho vẹn mười ơn, cảnh tình hiền đức nghe gặp cơn khải hoàng. Và câu: giang tu đắc đạo cứu cửu huyền, thoát chốn
dốc học